Sáng ngày 1 tháng 12 tại chùa Sùng Ân, Ban trị sự Giáo Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Thuận bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì năm 2023 cho chư tăng ni trên địa bàn. Ở ngày thứ ba của khóa học, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội đã thuyết trình chuyên đề pháp phục, ngôn ngữ, nghệ thuật và biểu tượng văn hóa Phật giáo diễn ra từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Hơn 250 chư tôn đức tăng ni đã tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích, tạo tiền đề cho công tác Phật sự trong tương lai. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức trao chứng nhận đến đại biểu đủ điều kiện hoàn thành khóa bồi dưỡng. Mong làm sao các cái chùa vùng sâu vùng xa mong rằng những cái mạnh thường quân cũng như vị đã học khóa trụ trì phát bồ đề tâm đến đó làm cho Phật giáo phát triển nơi vùng sâu vùng xa để ta hiểu được chánh pháp nhằm mục đích là ổn định xã hội và phát triển xã hội.